Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay nhạc cụ Cesena lại giới thiệu tới quý anh chị và các bạn cây đàn Casio sản xuất dành riêng cho thị trường nội địa Nhật. Giá 2.100.000, ngày hôm nay chúng tôi thanh lý giá chỉ 1.500.000, tặng kèm đầy đủ phụ kiện cho các bạn. Cây đàn này được trang bị 61 phím. Đây là phím sáng các bạn nhé. Phím sáng này thì mình có thể tự học các bài ghi sẵn ở trên đàn, nó tầm khoảng 100 bài. Toàn các bài quen thuộc thôi, mình có thể tự học theo phím sáng. Nó sẽ hướng dẫn cho mình học theo. Đặc biệt là phím này là phím hộp. Nó trang bị cảm ứng lực, tức là mình ấn nhẹ thì kêu nhẹ, kêu bé, mà ấn mạnh thì kêu to. Cái đấy rất quan trọng trong việc học đàn, đặc biệt là học piano. Cái đàn có màn hình hiển thị, có transport đầy đủ. Quá đẹp cho một cây đàn giá chỉ 1.500.000. Riêng với cây đàn này thì chúng tôi tặng kèm luôn một cái giá để bản nhạc. Các bạn để giá sách trên đây thì học nó thuận tiện hơn. Những cái đàn cũ mà chúng tôi nhập bên Nhật về thường thì không có được các bạn ạ. Cây đàn này thì có cổng kết nối máy tính. Đây, có cổng kết nối máy tính đằng sau đây. Và có cổng kết nối da noa. Ai mà thích học tập âm thanh nó lớn một chút, hoặc là thích biểu diễn cho cả nhà anh nghe, thì mình có thể kết nối ra cái bộ âm thanh nhà mình dùng có thể thoải mái, hoặc là có thể đeo tai nghe để thuận tiện cho việc học. Cây đàn này sẽ được tặng kèm một chiếc bao, tặng kèm chân đàn, nguồn, giáo trình học, giá để bản nhạc, và kèm một phiếu bảo hành 12 tháng. Cây đàn này bảo hành rất dài các bạn ạ, thì yên tâm về độ bền của nó, rất bền ạ. Xin quý vị và các bạn hãy liên hệ với nhạc cụ Cesena để chúng tôi tư vấn và liên hệ để đặt hàng. Xin cảm ơn.